Xin chào tất cả các bạn, trong video sẽ hướng dẫn là tạo ra chương trình cho phép là hiển thị giao diện theo dạng tab, sử dụng tab layout và view pair two. Thì chương trình sẽ hiển thị hai tab clock và log sync. Khi người dùng kích vào clock thì sẽ hiển thị thông tin của fragment, hiển thị đồng hồ như thế này. Và khi người dùng kích vào log sync thì sẽ hiển thị form, hiển thị thông tin đăng nhập ở trong Viewer 2 ở phần bên dưới. Chạy chương trình Android và kích vào menu File, chọn New và New Process để tạo ra process mới. Ở trong này sẽ lựa chọn đó là Empty Activity, kích Next và đặt tên Slide, File và Tab. Lựa chọn ngôn ngữ Java và Minimum SDK. Thì tùy theo máy của các bạn có thể lựa chọn các SDK tối thiểu cho dự án. Nhấn Finish để tạo process. Process đã được tạo thành công và kích vào Red. Kích vào layout, mở file activity main và trong này có thể xóa hello world. Sau đó kích vào container thì ở đây sẽ có tab layout và re tab layout bỏ vào. Tiếp theo sẽ sử dụng đó là view bear to và bỏ vào. Sử dụng Infer Constraint và Infer Constraint giúp là tạo ra các ràng buộc ban đầu cho chúng ta. Thì trong này có thể kích vào trong tab layout để lựa chọn ví dụ là 8 và phần ở bên trái đó là 8 và phần bên phải đó là 8 và phần bên dưới thì có thể là cho 8 để tạo ra cái khoảng cách với cái thành phần ở bên dưới. Và tương tự như vậy thì có thể là cho 8 và cho 8, 8 và 8. Sau khi điều chỉnh các cái nội dung thì ở đây chúng ta có thể thấy đó là View Pair 2 và View Pair 2. Thì đây là ID và chúng ta cần sử dụng các ID này. Và trong Tab Layout thì với ID đó là Tab Layout. Trong phần demo này thì sẽ sử dụng ngầm định các cái ID được tạo sẵn. Kích vào Code để chuyển sang cái chế độ viết mã của layout. Và trong phần này thì sẽ thực hiện hiệu chỉnh. Thì chúng ta sẽ thấy là trong tab layout, trong tab layout sẽ định nghĩa các cái tab với title Monday, tab với title Tuesday, tab với title đó là Wednesday. Và chúng ta chỉ cần là sử dụng hai tab và bỏ một cái tab còn lại. Trong này thì bỏ tab và điều chỉnh. Đây là clock và điều chỉnh tag đó là log sync. Lưu nội dung của file và quay về trở lại chế độ design để kiểm tra thì chúng ta sẽ thấy đó là clock và log sync. Thì khi người dùng kích vào clock hay là kích vào log sync thì sẽ hiển thị các nội dung tương ứng. Để giúp cho việc quản lý các thành phần được tạo ra ở trong dự án dễ dàng hơn thì chúng ta có thể tạo ra các package, kích vào new và chọn package. Sau đó đặt tên đó là adapter, nhấn enter. Tiếp theo kích phải chọn new và chọn package và đặt tên là fragment, nhấn enter. Ở trong adapter thì sẽ kích vào new và chọn class view pair adapter và nhấn enter.
để tạo ra lớp. Trong fragment, kích phải chọn new và lựa chọn fragment, lựa chọn fragment blank và đặt tên cho fragment đó là logging, nhấn enter. Khi tạo ra fragment thì chúng ta lưu ý sẽ tạo ra các cái thành phần. Đầu tiên là lớp logging fragment và thứ hai là layout cho fragment, fragment logging.html. Kích phải chọn new và chọn fragment, lựa chọn fragment blank và đặt tên cho fragment clock. Nhấn enter để tạo ra fragment. Trong nội dung của các fragment thì sẽ thực hiện hiệu chỉnh. Mở nội dung của clock fragment và trong này thì chúng ta có thể xóa bớt các cái phần được sinh ra. Và các bạn lưu ý là trong thực tế các cái comment phải đưa vào chi tiết. Tuy nhiên trong video thì xóa bớt các cái comment để giúp cho cái nội dung trình bày được rõ ràng hơn và dễ hiểu hơn. Và ở đây thì chúng ta có thể là xóa bớt các cái nội dung và giữ lại cái cấu trúc cơ bản của cái nội dung lớp clock fragment. Và trong lớp này thì sẽ extend từ lớp fragment và sẽ định nghĩa phương thức new instance. Đây là phương thức static để cho phép là tạo ra đối tượng clock fragment và chúng ta có thể truyền vào các tham số. Tuy nhiên phần tham số này thì chúng ta có thể là bỏ đi. Và trong phần bên dưới thì hiển thị các thông tin về tạo ra cái phần giao diện, tức là inflate cái phần layout cho fragment. Ở trong nội dung của new instance thì bỏ param 1 and param 2 và chỉ giữ lại cái phần new instance ngầm định, tức là không có tham số. Tiếp theo kích vào clock fragment và tương tự như vậy thì chúng ta có thể bỏ các cái nội dung được tạo ra và bỏ phần comment. Sau đó ta tiếp tục là bỏ các nội dung và bỏ nội dung, bỏ phần đưa vào tham số cho new instance. Và nội dung của lớp logging fragment thì cũng tương tự clock fragment, thì cho phép là sẽ sử dụng new instance để tạo ra thể hiện của logging fragment ở trong này và truyền các tham số vào. Tiếp theo sẽ thiết kế phần layout cho các fragment. Kích vào fragment clock và trong này thì có thể bỏ text view và kích vào layout re constraint layout và bỏ vào trong fragment frame layout. Và ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng constraint layout và trong constraint layout thì sẽ đặt một clock, tức là đồng hồ vào, chuyển sang chế độ curl và trong này thì sử dụng analog clock và wrap content. Ở đây là wrap content. Sau đó quay về trở lại chế độ thiết kế thì chúng ta thấy nội dung của đồng hồ và di chuyển đồng hồ sang vị trí chính giữa và sử dụng đó là infer constraint. Đây là infer constraint để tạo ra các ràng buộc ở trong constraint layout. Tiếp theo chúng ta có thể thiết kế phần layout cho fragment logging thì kích vào logging. Trong này thì bỏ phần text view được tạo sẵn và sử dụng layout constraint layout và re bỏ vào. Sau đó sẽ đưa các cái thành phần test thì đây là sử dụng flange test, re bỏ vào flange test. Ở đây thì chúng ta có thể sử dụng password và re bỏ vào.
Sau đó sử dụng comment, comment và re bỏ vào button. Thực hiện điều chỉnh các cái thông tin và các ràng buộc cho các thành phần. Kích vào infer constraints để sinh ra các ràng buộc và điều chỉnh phần name. Trong name này thì chỉnh sửa là top đó là 16 và left là 16 và có thể sinh ra cái phần right thì lựa chọn đó là 16. Ở đây thì sử dụng đó là wrap content thì thay bằng 0db để giúp là cái chiều dài của widget có thể trải rộng ra theo cái ràng buộc mà chúng ta xác định. Và tương tự như vậy thì trong phần password thì có thể thiết lập đây là 8 và 16 ở bên phải là 16 và thiết lập phần layout width 0db. Trong button thì lựa chọn 16 và ở đây là 16 và xác định cái phần bên phải thì lựa chọn đó là 16 thì chúng ta sẽ cần chỉnh button ra giữa màn hình như thế. Và tiếp theo thì phần test của name thì bỏ đi và ở đây chúng ta có thể thay bằng là et username và nhấn enter để đổi tên của thành phần và bổ sung thêm thuộc tính hint. Chúng ta có thể là hint và đưa vào này là username, nhấn enter hint. Ở này thì tương tự như là placeholder trong thiết kế các thành phần HTML và et password, password nhấn vào refactor, kích vào để thêm vào thuộc tính hint. Chúng ta lựa chọn và sẽ xác định đó là password, nhấn enter, kích vào button, đổi thông tin cho button đây là login, nhấn enter và button thì bt login, nhấn enter và nhấn refactor để đổi tên. Và như vậy giao diện của fragment login bao gồm username và password, nút login. Trong cái phần thiết kế giao diện thì chúng ta chỉ thiết kế như thế này, minh họa cái cách mà triển khai các fragment và hiển thị ở trên view buyer 2. Mở lớp view buyer adapter ở trong package adapter và trước hết thì sẽ khai báo lớp extend từ fragment state adapter và sử dụng kỹ thuật là implement các phương thức vào thì lựa chọn implement methods và nhấn OK để thêm các phương thức vào. Thì trong này chúng ta có thể bỏ phần annotation của JetBrains NodeNode. Và tiếp theo lựa chọn create constructor matching super và trong phần này thì sẽ lựa chọn đó là fragment activity, tức là cái phần constructor đầu tiên và nhấn enter để sinh ra. Ở này thì chúng ta cũng bỏ phần annotation. Trong adapter thì sẽ trả về giá trị đó là 2. 2 ở đây thì sẽ bao gồm là 2 phần nội dung của view player adapter, tức là 2 trang. Và trong phần là tạo ra các fragment thì chúng ta có thể là kiểm tra if position mà bằng 0 thì sẽ thực hiện đó là return clock fragment và gọi thực hiện phương thức new instance để tạo ra. Và trong các cái trường hợp khác thì sẽ return launching fragment và gọi thực hiện phương thức new instance để trả về thể hiện của launching fragment.
Và như vậy nội dung của lớp View Bayer Adapter thì sẽ sử dụng để cho phép là thay đổi các cái nội dung được hiển thị ở trong thành phần View Bayer 2. Lớp sẽ extend từ lớp Freeman State Adapter và định nghĩa Constructor View Bayer Adapter với một cái tham số truyền vào và xác định activity, thì ở đây sẽ gọi thực hiện constructor của lớp cha. Và quan trọng là trong các cái phương thức được định nghĩa lại, get item count sẽ trả về số trang có thể hiển thị ở trong view bearer 2, ở đây là sẽ xác định là 2, và con số này thì tùy theo cái nội dung hiển thị ở trên view bearer 2 mà chúng ta có thể xác định cho phù hợp. Và định nghĩa lại phương thức create fragment thì bao gồm là hai fragment sẽ được hiển thị ở trong view bearer 2, thì cái này thì sẽ tùy thuộc vào cái con số mà chúng ta xác định bên dưới. Và nếu position là bằng 0 thì sẽ tạo ra clock fragment, và ngược lại sẽ tạo ra locking fragment. Sau khi đã tạo ra adapter cho view bearer 2 và chúng ta sẽ tiến hành bước tiếp theo là mở file main activity để gắn adapter cho view bearer 2. Trước hết sẽ khai báo view bearer adapter, và đây là am adapter. Tiếp theo là view bearer 2, thì chúng ta sẽ xác định view bearer 2, đây là am view bearer 2, và có thể khai báo thêm đó là em tab, đây là tab layout, và em tab layout. Trong này thì sẽ xác định đó là em adapter bằng new view pair adapter và truyền vào this. Tiếp theo là view pair 2 bằng file byid rid.viewpair2 và gọi thực hiện set adapter để thiết lập adapter cho view pair 2. Chạy chương trình để kiểm tra cái kết quả thực hiện. Chương trình sau khi chạy thành công sẽ hiển thị ra giao diện của fragment đầu tiên, đó là clock. Tuy nhiên khi kích vào locking thì không có sự thay đổi nào diễn ra ở bên dưới. Và chúng ta rê cuộn, tức là di chuyển và cuộn sang bên trái, bên phải thì sẽ hiển thị các nội dung, đó là locking fragment và clock fragment như thế này. Tuy nhiên là khi kích vào trong phần tab ở trên thì không thấy các hiệu ứng nào diễn ra, và chúng ta cần phải xử lý là gắn các cái nội dung được thể hiện ở trong tab với các nội dung được thể hiện ở trong view bearer 2. Mới trở lại nội dung của lớp main activity và thực hiện chỉnh sửa để cho phép là liên kết các cái thành phần hiển thị trong tab layout với view bearer 2, bổ sung thêm phần khai báo, ở đây thì sẽ là em tab titles bằng new int, và sẽ xác định các cái thông tin thì trong này sẽ string, và chúng ta có thể mô tả thêm phần title của các tab, ở đây sẽ sử dụng đó là value và string. Thì trong nội dung của string sẽ bổ sung thêm là string và name là tab clock title, và đây là clock. Và tương tự như vậy thì có thể là copy thêm một dòng và thể hiện đó là locking. Đây là locking. Lưu nội dung của file
và quay về trở lại main activity. Trong main activity sẽ xác định đó là tab, clock title và string dot tab locking title. Sau khi thiết lập adapter thì bước tiếp theo là sẽ tạo ra tab layout mediator, và trong này sẽ xác định các cái thông số đầu tiên đó là em tab layout, thông số thứ hai đó là em view pair 2 và new của tab configuration strategy. Và trong này chúng ta có thể bỏ cái phần là annotation của JetBrain. Trong nội dung của on configure tab thì sẽ set test, và trong này thì chúng ta có thể là main activity z dot get resources dot get string để lấy cái thông tin về title và sẽ thiết lập title mới cho các tab ở trong tab layout. Trong này thì sẽ sử dụng đó là em tab title và xác định phần position. Đây là chấm phẩy. Và nội dung của main activity được chỉnh sửa là bổ sung thêm phần khai báo danh sách các title cho tab. Ở đây là sử dụng clock title, sử dụng locking title và xác định đối tượng tab layout mediator để cho phép là liên kết giữa hai thành phần tab layout và view pair 2. Khi thực hiện là kích vào các cái tab ở trên thì chúng ta cũng thay đổi phần title của tab bằng phương thức là set test và lấy nội dung test từ trong định nghĩa của string.xml. Thì ở đây là string.xml sẽ định nghĩa các cái nội dung chi tiết, và khi mà tách cái phần title và các cái chuỗi cũng như là một số các cái tài nguyên vào ở trong các file, cụ thể ở đây là string.xml sẽ giúp cho chúng ta tạo ra các cái chương trình đa ngữ một cách dễ dàng ở trong Android. Lưu nội dung của chương trình và chạy lại chương trình thì chúng ta sẽ thấy là kích vào locking và kích vào clock. Ở đây thì chúng ta chưa thấy tác động. Mở trở lại lớp main activity và thực hiện bổ sung thêm các cái nội dung. Đầu tiên là chúng ta cần phải liên kết tới đối tượng được thể hiện ở trong layout của main activity. Thì gọi thực hiện phương thức đó là file và id tab layout. Và sau khi tạo ra đối tượng tab layout mediator thì cần phải gọi thực hiện phương thức attach để cho phép là gắn tab layout với view pair 2. Thì trong phần chỉnh sửa này thì chúng ta lưu ý là bổ sung attach vào cho đối tượng tab layout mediator và liên kết tới phần thiết kế của tab layout ở trong phần layout của main activity. Kết quả thực hiện lại chương trình kích vào locking thì sẽ hiển thị ra nội dung của locking, kích vào clock thì hiển thị ra fragment clock, locking clock, locking clock. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn.